Thế nào là Đại Bồ Tát Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng? Thưa chư Phật tử, Đại Bồ Tát này đem thiện căn do sám trừ những nghiệp chướng nặng mà phát sanh, thiện căn do lễ kính tam thế chư Phật mà phát sanh, thiện căn do khuyến thỉnh chư Phật thuyết pháp mà phát sanh, thiện căn do nghe Phật thuyết pháp siêng năng tu tập ngộ cảnh giới rộng lớn bất tư nghị mà phát sanh, thiện căn do lòng tùy hỷ những căn lành của tất cả Phật, của tất cả chúng sanh mà phát sanh, thiện căn do siêng năng tu tập căn lành vô tận của tam thế chư Phật mà phát sanh, thiện căn do lòng tùy hỷ trong khi biết những sự thành Phật thuyết pháp điều phục chúng sanh của tam thế chư Phật mà phát sanh, thiện căn do lòng tùy hỷ nơi sự sơ phát tâm đến thành Phật nhập niết bàn, chánh pháp trụ thế đến diệt tận của tam thế chư Phật mà phát sanh. Vô lượng thiện căn quảng đại niệm cảnh giới của bất khả thuyết chư Phật và cảnh giới của Bồ Tát dẫn đến cảnh giới Bồ Đề vô ngại, phàm chỗ chứa hợp, phàm chỗ tinh hiểu, phàm chỗ tùy hỷ, phàm chỗ viên mãn, phàm chỗ thành tựu, phàm chỗ tu hành, phàm chỗ chứng được, phàm chỗ tri giác, phàm chỗ nhiếp trì, phàm chỗ tăng trưởng, tất cả thiện căn đều đem hồi hướng trang nghiêm tất cả Phật độ. Như chỗ sở hành của chư Phật trong tất cả thế giới nơi vô biên kiếp quá khứ, những là vô lượng vô số thế giới chủng, chỗ Phật trí biết, chỗ Bồ Tát biết, chỗ đại tâm nhẫn thọ, cõi Phật trang nghiêm do nghiệp hạnh thanh tịnh cảm ra ứng theo chúng sanh thần lực của Như Lai thị hiện ra. Tịnh nghiệp xuất thế của chư Phật làm thành, diệu hành của Phổ Hiền Bồ Tát hưng khởi. Trong đó, chư Phật thành đạo thị hiện những thần lực tự tại. Cũng trong đó, cùng tận thời Vị Lai, tất cả chư Phật Như Lai sẽ thành Phật đạo, sẽ được tất cả Phật độ công đức trang nghiêm thanh tịnh, cùng tột pháp giới hư không giới, vô biên, vô tế, vô đoạn, vô tận, đều từ trí huệ của Như Lai sanh ra, trang nghiêm với vô lượng diệu bửu. Tất cả những hương trang nghiêm, hoa trang nghiêm, y phục trang nghiêm, công đức tạng trang nghiêm, Phật lực trang nghiêm, Phật độ trang nghiêm, nơi đây là chỗ ngự trị của Đức Như Lai, là chỗ cùng đồng ở của bất tư nghị chúng thanh tịnh, đồng duyên đồng hành, sẽ thành chánh giác ở thời Vị Lai. Đây là chỗ thành tựu của chư Phật, thế gian chẳng thấy được, tịnh nhãn của Bồ Tát mới có thể thấy. Chư Bồ Tát này có đủ oai đức lớn, đời trước đã dung trồng thiện căn, tất cả pháp như quyển như quá, khắp thực hành những nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, nhập bất tư nghị tam muội tự tại, phương tiện thiện xảo, có thể làm Phật sự, phóng Phật quang chiếu khắp thế gian không giới hạn. Hiện tại tất cả chư Phật cũng đều trang nghiêm thế giới như vậy, vô lượng hình tướng, vô lượng quan sát đều do công đức làm thành, có vô lượng hương, vô lượng báo, vô lượng cây, vô số trang nghiêm, vô số cung điện, vô số âm thanh, tùy thuận các bậc thiện tri thức có duyên đời trước thể hiện tất cả công đức trang nghiêm không cùng tận. Những là tất cả hương trang nghiêm, tràng hoa trang nghiêm, bửu trang nghiêm, phan trang nghiêm, lụa màu báo trang nghiêm, lan can báo trang nghiêm, vô số lưới vàng trang nghiêm, vô số sông trang nghiêm, vô số mây trang nghiêm, vô số âm nhạc di diệu, tất cả Phật độ mà Phật rõ biết, Phật tuyên nói, những là Phật độ trang nghiêm, Phật độ thanh tịnh, Phật độ bình đẳng, Phật độ tốt đẹp, Phật độ oai đức, Phật độ rộng lớn, Phật độ an lạc, Phật độ bất khả hoại, Phật độ vô tận, Phật độ vô lượng, Phật độ vô động, Phật độ vô quý, Phật độ quang minh, Phật độ không trái nghịch, Phật độ khả ái, Phật độ khắp soi sáng, Phật độ nghiêm túc, Phật độ rực rỡ, Phật độ khéo đẹp, Phật độ đệ nhất, Phật độ thắng, thù thắng, tối thắng, cực thắng, Phật độ thượng, vô đẳng, vô tỷ, vô thí dụ. Tất cả Phật độ trong ba thời có bao nhiêu sự trang nghiêm, Đại Bồ Tát đem thiện căn của mình mà phát tâm hồi hướng, nguyện dùng tất cả sự trang nghiêm của tất cả quốc độ trong ba thời mà trang nghiêm nên một thế giới, cũng đều thành tựu, đều thanh tịnh, đều tu tập, đều hiển hiện, đều tốt đẹp, đều trụ trì. Một thế giới được trang nghiêm như vậy, tất cả thế giới tận pháp giới, hư không giới cũng trang nghiêm như vậy. Đại Bồ Tát đã đem thiện căn hồi hướng như vậy, nguyện tất cả Phật sát của tôi tu đều đầy dẫy những bậc Đại Bồ Tát. Những Bồ Tát này thể tánh chân thật, trí huệ thông đạt, khéo phân biệt được tất cả thế giới và chúng sanh giới, thâm nhập pháp giới và hư không giới, lìa bỏ ngu si, thành tựu niệm Phật, niệm pháp chân thật bất tư nghị,
niệm tăng vô lượng đều cùng khắp. Cũng niệm hạnh xả, pháp nhật viên mãn, trí quang chiếu khắp, chỗ thấy vô ngại, từ vô đắc mà sanh và sanh các Phật pháp, là ông chủ thiện căn thắng thượng của đại chúng, phát sanh tâm vô thượng bồ đề, trụ nơi Phật lực, hướng đến Phật trí, phá ma nghiệp, tịnh chúng sanh, thâm nhập pháp tánh, lìa hẳn điên đảo, thiện căn đại nguyện đều chẳng luống. Chúng đại Bồ Tát như trên đây đầy dẫy trong quốc độ của tôi tu. Những bậc Bồ Tát sanh chỗ như vậy, có đức như vậy, luôn thực hành pháp sự, được Phật Bồ Đề quang minh thanh tịnh, đủ trí pháp giới, hiện sức thần thông, một thân đầy khắp pháp giới, có trí huệ lớn vào cảnh giới sở hạnh của nhất thiết ký, có thể phân biệt vô lượng vô biên pháp giới cứu nghĩa, nơi tất cả cõi đều không chấp trước mà có thể hiện khắp tất cả Phật độ. Lòng như hư không, chẳng y tựa mà có thể phân biệt tất cả pháp giới, có thể khéo nhập xuất những tam muội rất sâu bất tư nghị, đến Phật trí, trụ Phật độ, được Phật lực khai thị diễn thuyết vô số pháp mà vẫn vô quý, tùy thuận thiện căn của tam thế chư Phật, chiếu khắp Phật pháp giới, đều có thể thọ trì tất cả Phật pháp, biết vô số ngôn ngữ, khéo hay diễn nói bất tư nghị âm thanh sai khác, vào nơi bậc Phật tự tại vô thượng, đi khắp tất cả thế giới mười phương mà không bị chướng ngại, thực hành pháp vô tránh, vô y, vô phân biệt, tu tập thêm rộng tâm bồ đề, được trí thiện xảo, khéo biết cứu nghĩa, có thể theo thứ đệ mà khai thị diễn nghĩa. Nguyện được chư đại Bồ Tát như trên đây trang nghiêm cõi nước của tôi tu. Thưa chư Phật tử, đại Bồ Tát đem những thiện căn mà phương tiện hồi hướng tất cả Phật, phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát, phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai, phương tiện hồi hướng Phật Bồ Đề, phương tiện hồi hướng tất cả nguyện trọng lớn, phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất yếu, phương tiện hồi hướng thanh tịnh tất cả chúng sanh giới, phương tiện hồi hướng nơi tất cả thế giới thường thấy chư Phật hiện ra đời, phương tiện hồi hướng thường thấy Như Lai thọ mạng vô lượng, phương tiện hồi hướng thường thấy chư Phật cùng khắp pháp giới chuyển pháp luân vô ngại bất thối. Lúc đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, vì vào khắp tất cả Phật độ nên tất cả cõi Phật đều thanh tịnh, vì đến khắp tất cả chúng sanh giới nên tất cả Bồ Tát thảy đều thanh tịnh, vì nguyện chư Phật xuất thế khắp tất cả thế giới nên tất cả pháp giới, tất cả Phật độ đều có Phật thân xuất hiện. Đại Bồ Tát dùng vô tỷ hồi hướng như vậy để đến Phật trí, lòng Bồ Tát rộng lớn như hư không, không có hạn lượng, vào bất tư nghị biết tất cả nghiệp và cùng quả báo thảy đều tịch diệt, tâm thường bình đẳng, không có biên tế, có thể vào tất cả pháp giới. Lúc đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thời chẳng phân biệt ngã cùng ngã sở, chẳng phân biệt Phật cùng Phật pháp, chẳng phân biệt cõi nước cùng nghiêm tịnh, chẳng phân biệt chúng sanh và điều phục, chẳng phân biệt nghiệp và quả báo, chẳng chấp nơi tư và chỗ khởi của tư, chẳng hoại nhân, chẳng hoại quả, chẳng lấy sự, chẳng lấy pháp, chẳng cho rằng sanh tử có phân biệt, chẳng cho rằng niết bàn thường tịch tịnh, chẳng cho rằng Đức Như Lai chứng cảnh giới Phật, chẳng có chút pháp nào cùng ở với pháp. Lúc đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, đem các thiện căn thí khắp chúng sanh, quyết định thành thục, bình đẳng giáo hóa, không tướng, không duyên, không cân nhắc, không hư vọng, xa lìa tất cả phân biệt chấp trước. Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi, được vô tận thiện căn. Những là gì niệm tam thế chư Phật nên được vô tận thiện căn, vì niệm tất cả Bồ Tát nên được vô tận thiện căn, vì thanh tịnh Phật độ nên được vô tận thiện căn, vì tịnh chúng sanh giới nên được vô tận thiện căn, vì thâm nhập pháp giới nên được vô tận thiện căn, vì tu vô lượng tâm đồng hư không giới nên được vô tận thiện căn, vì hiểu sâu cảnh giới Phật nên được vô tận thiện căn, vì nơi Bồ Tát hạnh siêng tu tập nên được vô tận thiện căn, vì rõ thấu tam thế nên được vô tận thiện căn. Lúc đại Bồ Tát đem tất cả thiện căn hồi hướng như vậy, rõ chúng sanh giới không có chúng sanh, hiểu tất cả pháp không có thọ mạng, biết tất cả pháp không có tác giả, ngộ tất cả pháp không có ngã, rõ tất cả pháp không có giận hờn tranh cãi, quán tất cả pháp đều từ duyên khởi không có trụ xứ, biết tất cả vật đều không sở y, rõ tất cả cõi đều không sở trụ, quán tất cả Bồ Tát hạnh cũng không xứ sở, thấy tất cả cảnh giới đều không sở hữu. Lúc đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, mắt trọn chẳng thấy Phật sát bất tịnh, cũng chẳng thấy chúng sanh dị tướng, không có chút pháp nào là sở nhập của trí, cũng không có chút trí nào nhập nơi pháp, hiểu thân Như Lai chẳng phải như hư không, vì do vô lượng diệu pháp tất cả công đức mà được viên mãn, vì nơi tất cả chỗ
khiến các chúng sanh chứa hợp thiện căn đều đầy đủ. Đại Bồ Tát này ở trong mỗi niệm được bất khả thuyết thập lực địa, đầy đủ tất cả phước đức, thành tựu thiện căn thanh tịnh làm phước điền của tất cả chúng sanh. Đại Bồ Tát này thành tựu tạng công đức như ý, vì tùy chỗ cần dùng tất cả đồ thích ý, thời đều được có đủ. Vì tùy chỗ nào mà Bồ Tát này đặt chân đến đều có thể nghiêm tịnh tất cả Phật độ, khiến bất khả thuyết chúng sanh đều thanh tịnh cả, vì nhiếp thủ phước đức tu tập các công hạnh vậy. Lúc Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thời tu tất cả Bồ Tát hạnh, phước đức thù thắng, sắc tướng vô tỷ, quay lực quang minh đều siêu diệt thế gian, ma và ma dân chẳng đối lập được, đầy đủ thiện căn, thành tựu đại nguyện, tâm rộng rãi đồng nhất thiết trí. Trong một niệm đều có thể cùng khắp vô lượng cõi Phật, trí lực vô lượng có thể rõ thấu tất cả cảnh giới Phật, với tất cả Phật được tính giải sâu, trụ nơi trí vô biên, tâm bồ đề rộng lớn như pháp giới rốt ráo như hư không. Đây gọi là Đại Bồ Tát vô tận công đức tạng hồi hướng thứ năm. Đại Bồ Tát trụ bậc hồi hướng này được 10 thứ vô tận tạng sau đây: được kiến Phật vô tận tạng, vì nơi một chân long thấy vô số Phật xuất thế; được nhập pháp vô tận tạng, vì dùng Phật trí lực quán tất cả pháp đều vào một pháp; được ức trì vô tận tạng, vì thọ trì tất cả Phật pháp không quên mất; được quyết định huệ vô tận tạng, vì khéo biết tất cả Phật pháp bí mật phương tiện; được giải nghĩa thú vô tận tạng, vì khéo biết tế hạng lý thú của các pháp; được vô biên ngộ giải vô tận tạng, vì dùng trí như hư không thông đạt tam thế tất cả pháp; được phước đức vô tận tạng, vì làm cho ý của tất cả chúng sanh được sung mãn chẳng cùng tận; được dũng mãnh trí giác vô tận tạng, vì đều có thể trừ diệt sự ngu si của tất cả chúng sanh; được quyết định biện tài vô tận tạng, vì diễn thuyết tất cả Phật pháp bình đẳng, khiến các chúng sanh đều hiểu rõ; được thập lực vô quý vô tận tạng, vì đầy đủ Bồ Tát hành được ly cấu đến nhất thiết trí vô ngại. Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa quay lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Bồ Tát thành tựu thâm tâm lực, nơi các pháp được khắp tự tại, do nơi phước khuyến thỉnh tùy hỷ, phương tiện vô ngại khéo hồi hướng, tam thế tất cả chư Như Lai, nghiêm tịnh Phật độ khắp thế gian, tất cả công đức đều đầy đủ. Hồi hướng tịnh độ cũng như vậy, tam thế tất cả những Phật pháp, Bồ Tát thảy đều tư duy kỹ, dùng tâm nhiếp lấy không để thừa. Như vậy trang nghiêm các Phật độ, cùng tận tam thế tất cả kiếp, khen những công đức một Phật độ, những kiếp số kia còn cùng tận, công đức Phật độ không cùng tận. Như vậy tất cả những Phật độ, những kiếp số kia còn cùng tận, công đức Phật độ không cùng tận. Như vậy tất cả những Phật độ, Bồ Tát đều thấy không còn thừa, đều đem trang nghiêm một cõi Phật, tất cả Phật độ đều như vậy. Có những Phật tử tâm thanh tịnh, đều từ Phật pháp mà hóa sanh, tất cả công đức trang nghiêm tâm, tất cả Phật độ đều sung mãn. Chư Bồ Tát kia đều đầy đủ vô lượng tướng hảo trang nghiêm thân, biện tài diễn thuyết khắp thế gian, ví như biển cả không cùng tận. Bồ Tát an trụ các tam muội, tất cả công hạnh đều đầy đủ, tâm đó thanh tịnh không ai sánh, quang minh chiếu khắp mười phương cõi. Những Phật độ như vậy không thừa, chư Bồ Tát đây đều đầy dẫy. Chưa từng nhớ tưởng thanh văn thừa, lại cũng chẳng cầu duyên giác đạo. Bồ Tát tâm thanh tịnh như vậy, thiện căn hồi hướng khắp quần sanh, muốn khiến tất cả thành chánh đạo, rõ biết đầy đủ các Phật pháp, mười phương tất cả các ma quán, Bồ Tát quay lực đều phá trừ, trí huệ dũng mãnh không ai hơn, quyết định tu hành pháp rốt ráo. Bồ Tát dùng sức đại nguyện này, tất cả hồi hướng không chướng ngại, vào nơi vô tận công đức tạng, khứ lai hiện tại luôn vô tận. Bồ Tát khéo quán các hành pháp, rõ thấu tánh nó chẳng tự tại, đã biết các pháp tánh như vậy chẳng vòng lấy nghiệp và quả báo, không có pháp sắc, pháp vô sắc, cũng không pháp tưởng, pháp vô tưởng. Pháp có, pháp không, thảy đều không, rõ biết tất cả vô sở đắc. Tất cả các pháp nhân duyên sanh, thể tánh chẳng có cũng chẳng không, mà nơi nhân duyên và sanh khởi, trong đó trọn hẳn không chấp trước. Những ngôn ngữ của các chúng sanh, trong đó rốt ráo vô sở đắc, rõ biết danh tướng đều phân biệt, hiểu rõ các pháp đều vô ngã, như tánh chúng sanh vốn tịch diệt. Như vậy rõ biết tất cả pháp, tam thế nhiếp lấy không thừa sót, quốc độ các nghiệp đều bình đẳng,
dùng trí như vậy mà hồi hướng, tùy chỗ ngộ hiểu phước nghiệp sanh. Những phước tướng này như chỗ hiểu, há lại trong đó có sở đắc. Hồi hướng như vậy tâm vô cấu, trọn chẳng cân lường các pháp tánh, rõ pháp tánh đó đều phi tánh, chẳng trụ thế gian cũng chẳng xuất. Tất cả công hạnh, những thiện nghiệp đều đem hồi hướng khắp quần sanh, đều rõ thấu cả chân tánh kia. Tất cả phân biệt đều trừ bỏ, tất cả những kiến chấp hư vọng thảy đều trừ bỏ không để sót. Rời những nhiệt não thường thanh lương, trụ nơi bậc giải thoát vô ngại, Bồ Tát chẳng hoại tất cả pháp, cũng chẳng diệt hoại các pháp tánh. Hiểu rõ các pháp như bóng gian, đối với tất cả đều vô trước. Rõ những chúng sanh suốt tam thế đều từ nhân duyên hòa hiệp khởi, cũng biết tâm thích và tập khí, chưa từng hoại diệt tất cả pháp. Rõ thấu nghiệp tánh chẳng phải nghiệp, mà cũng chẳng trái các pháp tướng, lại cũng chẳng hoại nghiệp quả báo. Nói các pháp tánh từ duyên khởi, rõ biết chúng sanh không có sanh, cũng không chúng sanh bị lưu chuyển, không thiệt chúng sanh nói đến được, chỉ vừa thế tục giả tuyên nói. Thế nào là Đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố, nhất thiết thiện căn hồi hướng? Thưa chư Phật tử, bậc Bồ Tát này hoặc làm đế vương, ngự nơi đại quốc, có quay đức lớn, danh chấn thiên hạ. Phàm các quán địch đều quy thuận, hiệu lệnh ban ra đều dựa theo chánh pháp, cầm một cây lọng che mát mười phương, đi khắp cõi nước không bị trở ngại. Đầu vấn lụa ly cấu, tự tại đối với các pháp, người thấy đều phục tùng, chẳng cần đến hình phạt, chỉ dùng đức cảm hóa. Dùng pháp tứ nhiếp, nhiếp các chúng sanh, làm chuyển luân dương, châu cấp tất cả. Đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như vậy, có đông quyến thuộc, chẳng ai làm trở ngại phá hoại được, lìa khỏi lỗi lầm. Người thấy không nhàm, phước đức trang nghiêm, tướng hảo viên mãn, được thân Na La Diên kiên cố, có đại lực không ai khuất phục được. Được nghiệp thanh tịnh, lìa các nghiệp chướng, tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc thí thực phẩm, hoặc thí xe cộ, hoặc thí y phục, hoặc thí tràng hoa, các thứ hương, giường ghế, nhà cửa, đèn đuốc, thuốc men, những khí cụ báo, xe báo, ngựa giỏi, voi hay, đều hoan hỷ bố thí. Hoặc có kẻ đến xin ghế của vua ngự, hoặc xin lọng, phan, vật báo, đồ trang nghiêm, mão vua, minh châu, cả đến ngôi vua cũng sẵn sàng bố thí, không hối tiếc. Nếu thấy người bị cầm tù, liền xả thí của cải quyến thuộc, hoặc đến thân mình để giải cứu. Nếu thấy kẻ tử thù, liền xả thân thế mạng. Có ai đến xin, bất luận vật gì đây thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, da, thịt, xương, tủy, đầu, mặt, tay chân, tạng, phủ, vân vân, đều vui lòng thí xả. Hoặc vì cầu thỉnh pháp vị tăng hữu mà gieo mình vào hầm lửa, hoặc vì hộ trì chánh pháp mà đem thân nhẫn thọ tất cả sự khổ độc, hoặc vì cầu chánh pháp nhẫn đến một chữ mà có thể xí xả tất cả sở hữu. Thường đem chánh pháp giáo hóa chúng sanh, khiến tu hạnh lành, lìa bỏ điều ác. Nếu thấy kẻ giết hại, thời dùng tâm từ cứu vớt, khiến bỏ nghiệp ác. Nếu thấy Đức Như Lai thành đẳng chánh giác, thời truyền rao ca ngợi, cho mọi nơi đều được hay biết. Hoặc thí đất để xây dựng tăng đường, điện nhà vì chúng sanh mà cúng dường thờ phụng Đức Phật. Lúc Đại Bồ Tát bố thí như vậy, phát tâm khéo giúp thọ, đều đem hồi hướng cả. Những là khéo giúp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn. Khéo nhiếp đồ cần dùng, tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn. Khéo nhiếp huệ thí, tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn. Đại Bồ Tát bố thí tài vật, thân mạng, thứ nào cũng đến số vô lượng vô biên, đem thiện căn đó hồi hướng như vậy. Như lúc bố thí thức ăn, lòng Bồ Tát thanh tịnh, đối với vật bố thí không tham trước, không bỏ sẻn luyến tiếc, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được món ăn trí huệ, tâm được vô ngại, rõ biết tánh chất của thức ăn nên không tham trước, chỉ thích món ăn pháp hỷ xuất ly, đầy đủ trí huệ, dùng pháp kiên trụ nhiếp thủ thiện căn, pháp thân và trí thân thanh tịnh du hành. Vì từ tâm làm phước điền cho chúng sanh mà thị hiện thọ đoàn thực, đây là Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng lúc bố thí thức ăn. Đại Bồ Tát lúc bố thí thức uống đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh uống nước pháp vị, siêng năng tu tập đầy đủ Bồ Tát đạo, dứt sự khác ái thế gian,
thường cầu Phật trí, lìa cảnh dục, được sự vui pháp hỷ. Từ nơi pháp thanh tịnh sanh ra thân mình, thường dùng tam muội mà điều nhiếp tâm mình, vào biển trí huệ nổi mây pháp lớn, xối mưa pháp lớn. Đây là Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng lúc bố thí thức uống. Đại Bồ Tát lúc bố thí những thứ uống ăn thường vị thanh tịnh, có thể làm cho thân tứ đại điều hòa tráng kiện, da thứa tươi nhuận, căn khiếu minh mẫn, tạng phủ mạch tốt, không nhiễm độc, không nhiễm bệnh, luôn được an vui, trong lòng thanh tịnh, thường hoan hỷ, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ cam lồ tối thượng vị. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp trí vị rõ biết nghiệp dụng của tất cả vị. Nguyện cho tất cả chúng sanh được vô lượng pháp vị rõ thấu pháp giới an trụ trong thành trì đại pháp thiệt tế. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm mấy đại pháp khắp cả pháp giới, rưới pháp võ giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắng trí vị, pháp hỷ vô thượng sung mãn thân tâm. Nguyện cho tất cả chúng sanh không tham trước tất cả thượng vị, chẳng nhiễm tất cả vị thế gian, thường xuyên tu tập tất cả Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhất vị rõ các Phật pháp đều không sai khác. Nguyện tất cả chúng sanh được vị tối thắng, trọn không thối chuyển nơi nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sanh được vào pháp vị bình đẳng của chư Phật, đều có thể phân biệt được tất cả những căn tánh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thêm lớn pháp vị, thường được đầy đủ Phật pháp vô ngại. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí thượng vị đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh siêng tu phước đức đều được đầy đủ trí thân vô ngại. Đại Bồ Tát lúc bố thí xe cộ đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ nhất thiết trí ngồi xe đại thừa, xe bất hoại, xe tối thắng, xe tối thượng, xe tốc tật, xe đại lực, xe phước đức đầy đủ, xe xuất thế, xe xuất sanh vô lượng Bồ Tát. Đây là Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng lúc bố thí xe cộ. Đại Bồ Tát lúc bố thí y phục đem các thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được y phục tàm quý để che thân họ, bỏ lìa tà đạo ác pháp, da thứa mịn màng, nhan sắc tươi sáng, thành tựu sự vui đại nhất của Phật được nhất thiết dụng trí. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí y phục đem thiện căn hồi hướng. Đại Bồ Tát thường đem các thứ hoa thơm đẹp cúng dường chư Phật hiện tại và cúng dường điện tháp thờ Phật, cũng cúng dường người thuyết pháp, tỳ kheo tăng, chư Bồ Tát, các thiện trí thức, hàng thanh văn, độc giác, cha mẹ, sư trưởng, dẫn đến kẻ nghèo cùng côi cút. Lúc bố thí, Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh đều được qua tam muội của Phật có thể đơm nở tất cả pháp. Nguyện tất cả chúng sanh đều được như Phật, ai xem thấy cũng đều hoan hỷ không chán. Nguyện tất cả chúng sanh tâm không động loạn, chỗ thấy đều thuận hiệp. Nguyện tất cả chúng sanh làm đủ những nghiệp hành rộng lớn thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh luôn nhớ thiện hữu, lòng không đổi dời. Nguyện tất cả chúng sanh như thuốc A Di Đà có thể trừ tất cả độc phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên đại nguyện, đều thành bậc pháp vương vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh phóng trí quang, phá tối ngu si. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí giác. Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện trí thức, thành tựu đầy đủ tất cả thiện căn. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí hoa đẹp đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được trí huệ thanh tịnh vô ngại. Lúc bố thí tràng hoa, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được người thích thấy, người thấy đều kính mến, thân thiện, khát ngưỡng. Người thấy đều trừ sự ưu phiền, được quan hỷ, lìa ác, thường được gần gũi chư Phật, được nhất thiết trí. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tràng hoa đem thiện căn hồi hướng. Lúc bố thí các thứ hương, Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ giới hương, được giới hành chẳng kém thiếu, chẳng tạp, chẳng nhiễm ô, chẳng hối hận, được giới hạnh lìa triền phược, không diệt não, không sai phạm, được giới vô biên, giới xuất thế, giới Bồ Tát Ba La Mật. Nguyện tất cả chúng sanh do giới hạnh này mà đều được thành tựu giới thân của chư Phật. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí các thứ hương đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được viên mãn giới tụ vô ngại. Lúc Đại Bồ Tát bố thí hương thoa đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thí hương xông khắp, đều có thể huệ xả tất cả sở hữu.
nguyện cho tất cả chúng sanh được giới hương sông khắp đều được tịnh giới rốt ráo của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sanh được nhẫn hương sông khắp, lìa bỏ tâm hiểm hại. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tinh tấn hương sông khắp, thường mặc mão giáp tinh tấn đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh được định hương sông khắp, an trụ nơi chánh định hiện tiền của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh được huệ hương sông khắp, trong một niệm được thành trí dương vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp hương sông khắp, nơi pháp vô thượng được vô quý. Nguyện cho tất cả chúng sanh được đức hương sông khắp, thành tựu hương đại công đức. Nguyện cho tất cả chúng sanh được bồ đề hương sông khắp, được Phật thập lực đến nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hương bạch pháp thanh tịnh sông khắp, dứt hẳn tất cả pháp bất thiện. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí hương thoa, đem thiện căn hồi hướng. Lúc bố thí giường ghế, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế chư thiên và chứng trí huệ lớn. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế thánh hiền, bỏ ý phàm phu, trụ tâm bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế an lạc, lìa hẳn tất cả khổ não sanh tử. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế rốt ráo, thấy thần thông tự tại của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế bình đẳng, luôn quân tu khắp tất cả pháp lành. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế tối thắng, đủ nghiệp thanh tịnh, thế gian không sánh kịp. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế an ổn, chứng pháp chân thiệt rốt ráo đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế thanh tịnh, tu tập tịnh trí của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an trụ nơi giường ghế, được hàng thiện tri thức luôn theo che chở. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế sư tử, thường nằm nghiêng hông mặt như Phật. Đây là lúc Đại Bồ Tát bố thí giường ghế, đem thiện căn về hướng, khiến chúng sanh tu tập chánh niệm, khéo thủ hộ các căn. Lúc Đại Bồ Tát bố thí phòng nhà, đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an trụ Phật độ thanh tịnh, siêng năng tu tập tất cả công đức, an trụ cảnh giới tam muội thầm thâm, rời bỏ tất cả chỗ chấp trước, rõ chỗ trụ đều là vô sở hữu, lìa thế gian mà trụ nơi nhất thiết trí, nhiếp lấy chỗ trụ của Phật, trụ nơi đạo rốt ráo, nơi chốn an vui, luôn trụ nơi thiện căn thanh tịnh đệ nhất, trọn chẳng rời bỏ chỗ trụ vô thượng của Phật. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí phòng nhà, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, tùy chỗ họ đáng được độ mà tư duy cứu độ. Lúc Đại Bồ Tát bố thí chỗ ở, đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được lợi lành, lòng họ an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh y tựa Đức Phật mà trụ, y tựa đại trí mà trụ, y tựa thiện trí thức mà trụ, y tựa tôn thắng mà trụ, y tựa thiện hạnh mà trụ, y tựa đại từ mà trụ, y tựa đại bi mà trụ, y tựa sáu môn ba la mật mà trụ, y tựa Đại Bồ Đề tâm mà trụ, y tựa Bồ Tát đạo mà trụ. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí chỗ ở, đem thiện căn hồi hướng để cho tất cả phước đức được thanh tịnh, rốt ráo thanh tịnh, trí thanh tịnh, đạo thanh tịnh, pháp thanh tịnh, giới thanh tịnh, chí nguyện thanh tịnh, tính giải thanh tịnh, tất cả thần thông công đức thanh tịnh. Đại Bồ Tát lúc bố thí các thứ đèn sáng, đèn tô, đèn dầu, đèn báo, đèn mani, đèn sơn, đèn lửa, đèn trầm thủy, đèn chiên đàn, tất cả đèn thơm, đèn vô lượng màu sắc sáng chói. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh, nên đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng quang chiếu khắp chánh pháp của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thanh tịnh quang soi thấy sắc cực di tế của thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được ly tế quang rõ biết chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu. Nguyện tất cả chúng sanh được vô biên quang thân phóng ánh sáng di diệu chiếu khắp tất cả. Nguyện tất cả chúng sanh được phổ chiếu quang tâm không thối chuyển đối với Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được Phật tịnh quang thảy đều hiển hiện trong tất cả cõi. Nguyện tất cả chúng sanh được vô ngại quang một ánh sáng chiếu khắp pháp giới.